duyên gặp gỡ định mệnh giữa thầy hiệu trưởng Đại học Y Thái Bình 30 năm Cõng Bạt và Ngô Minh Hiếu. Cuộc gặp mặt giữa Hoàng Đăng Trọng, hiệu trưởng Đại học Y Thái Bình, nhà thơ Đỗ Trọng khơi người cả đời gắn với xe lăn. Căn phòng nhỏ giữa thành phố Thái Bình chứng kiến cuộc gặp mặt xúc động, giáo sư T.S. Hoàng Đăng Trọng, hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình, nhà thơ Đỗ Trọng khơi người cả đời gắn với xe lăn và Ngô Minh Hiếu, cậu học trò 10 năm Cõng Bạt. Họ gặp nhau trên con đường tử tế. Hai thế hệ, hai vùng quê khác nhau, nhưng có chung một câu chuyện, một số phận mang tên sự tử tế. Những ồn ào về việc cậu bé Ngô Minh Hiếu, 10 năm Cõng Bạt, thiếu 0,25 điểm để vào Đại học Y Hà Nội rồi cũng sẽ qua đi. Hiếu tiếp tục như bao thí sinh khác, nhập học vào trường mình đủ điểm Đại học Y Thái Bình. Ước mơ trở thành bác sĩ chưa bao giờ khép lại. Tại ngôi trường mà em vừa nhập học có một tình bạn đẹp được viết hơn 30 năm trước. Người trong cuộc chính là thầy hiệu trưởng của em, bền bỉ, cõng, người bạn tận nguyện của mình nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, hơn 30 năm trời. Ngày 8 tháng 10, cha con Ngô Minh Hiếu từ Thanh Hóa ra Thái Bình để làm thủ tục nhập học. Câu chuyện của cậu bé 10 năm cõng bạn tới trường đã khiến giáo sư T.S. Hoàng Đăng Trọng, hiệu trưởng ngôi trường em vừa nhập học, xúc động. Ông gọi Hiếu lên phòng làm việc, trò chuyện và nói với em về việc trường sẽ miễn giảm toàn bộ học phí cho em trong 6 năm học đại học, được ở tại ký túc xá của trường. Trong nguyện vọng đại học của Hiếu, em không đủ điểm để vào Đại học Y Hà Nội, nhưng nguyện vọng 2 của em, Đại học Y Thái Bình thì đủ điều kiện. Em về nhập học tại trường chúng tôi theo đúng quy chế, sòng phẳng, minh bạch, không có sự ưu ái nào. Còn việc miễn giảm học phí cho em ở ký túc xá nhà trường trong thời gian học tập, đây là quyết định của hội đồng nhà trường. Chúng tôi mong muốn sự tử tế, nhân hậu ở đâu, bao giờ và khi nào cũng sẽ luôn được xã hội đón nhận, hiệu trưởng Đại học Y Thái Bình cho biết. Tại phòng làm việc, thầy hiệu trưởng nói với em, thầy xúc động trước tình bạn đẹp của em, bởi thầy cũng có một tình bạn đẹp với một người không được may mắn như chúng ta. Lòng tốt của chúng ta không phải chỉ giúp họ tồn tại mà để họ mạnh mẽ sống, có niềm tin sống, yêu cuộc sống. Cậu học trò nghèo xứ Thanh vô cùng bất ngờ trước câu chuyện của thầy. Và cậu đã xin địa chỉ tự tìm đến ngôi nhà nhỏ của nhà thơ Tê Ấn Ngư Yền Đỗ Trọng Khơi, người có cùng hoàn cảnh như người bạn mà em đã bền bỉ 10 năm cõng trên lưng. Duyên gặp gỡ bị NSM hạnh giữa thầy hiệu trưởng Đại học Y Thái Bình 30 năm có... Bạn và Ngô Minh Hiếu.